chào mừng quý vị quay trở lại kênh Điện Máy Minh Khoa. Hôm nay thì bên bãi Điện Máy Minh Khoa lại về được lô đồ nghề phục vụ quý anh chị em thợ cơ khí và một số đồ. Thì đầu tiên mình giới thiệu với quý vị đó là bộ mũi khoan mà của hãng Bosch. Đấy, của hãng Bosch nhé. Đấy, nó có mác mà hơi mờ một chút thôi, của hãng Bosch. Lắp được ở đầu bản vít nhé, lắp được ở đầu bản vít này. Đấy, anh em bạn các bạn nhé, đây là súng bắn vít này, cái này cho vào là vừa nhé. Đấy. Đấy. Thì cái này các bạn nhé, đây là nó hàng Bosch nên nó đi liền nhé, nó không phải như một số hãng là như của Trung Quốc là nó rời, nên cái này rất là bền các bạn nhé. Đấy. Thì mình bộ mũi khoan của mình về là nó có từ 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12 nhé. Của mình là về được 12 mũi nhé. Mũi to nhất là mũi 12, mũi bé nhất là mũi 1 nhé. Đấy. Các bác mà thợ kim hoàn thích mũi bé, còn các bác mà cơ khí có thể dùng mũi to. Mình bán theo cả bộ nhé. Cả bộ mình đang bán từ 1 đến 12 là 150.000 một bộ nha các bạn nhé. Hãng Bosch, khoan được inox, khoan được sắt, các thứ là rất ok các bạn nhé. Đấy, mình có thể test cho các bạn xem mũi bất kỳ. Đây, ví dụ mình đây test cho các bạn, đây là mũi khoan 6 đi. Đây, mình khoan. Đây, thực ra con này của mình là có 12V thôi. Nếu các bạn lắp vào máy khỏe thì nó đi rất nhanh. Nhưng mà đây là mình test cái loại này là cũng rất ok rồi anh nhé. Đấy, mình test cho các bạn xem. Đấy, ra đây nhé. Đây là miếng inox nghe. Đấy, miếng inox dày cũng rất là dày các bạn nhé. Dày ly rưỡi đấy, dày ly 2 ly. Đấy, thì mình sẽ test cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn nhìn nhé. Đây là một miếng chưa, là chỗ này là chưa gì nhé. Chưa gì nhé. Mình khoan cho các bạn nhé. Đấy. 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 Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đấy. Đấy các bạn nhìn đấy, mũi mình vừa khoan này này. Đấy. Đấy, đi rất là ngọt các bạn nhé. Đấy. Đấy, đi rất ngọt. Đấy. Ok chưa? Đấy. Đấy là một mũi mình test luôn cho các bạn, một mũi đây mình lấy luôn một mũi 10 đi, mình khoan cho các bạn nhé. Nhưng mà nói thật là cái máy này là hơi yếu nên nhiều khi là nó đi nó cũng không được khỏe lắm. Hết pin rồi, đấy. Hết pin yếu quá. Đấy, các bạn thấy chưa? Đi rất là ngọt thôi. Máy này là đi nó rất là ngọt thôi, nhưng mà các bạn là đấy, đi rất là ăn mũi rất ok nhé, nhưng mà máy này nó hơi yếu các bạn nhé. Đấy. Máy đi hơi yếu. Đấy, nó đi rất là ok thôi, nhưng mà máy này của mình là máy hơi yếu pin. Đấy các bạn nhé. Đấy, nên các bạn yên tâm về chất lượng của mũi khoan này các bạn nhé. Các bạn yên tâm về chất lượng nha các bạn nhé. Đấy, nên các bạn cứ yên tâm về chất lượng. Đấy. Cái thứ hai mình muốn giới thiệu với quý vị đó là búa nhổ đinh và búa đóng đinh nhé. Này, cái loại này thì búa là loại mình có hai loại nhé. Một loại là dài là 35cm này, một loại là dài 41cm nhé. Này, 41cm nhé. Đấy. Cái loại này thì nặng 1 cân nhé,
nặng 1 cân. Còn loại này thì nặng 7 lạng nhé. Đấy. Có chỗ để nhồi nhét đinh, nhổ đinh vào đầu này. Đấy, đóng đinh. Các bác đóng đinh, cốt pha thứ gì tuyệt vời. Đấy. Mình thì hai loại này mình bán đồng giá là 170.000. 170.000 một cái các bạn nhé. Đấy, 170.000 nhé. Đấy. Đấy. Đóng đinh, nhổ đinh rất là ok nhé. Đấy. Tiếp theo mình muốn giới thiệu với bạn đấy là cái vít me nhé. Vít me này thì dài là 70-80. Vít me này dài 80 nhé. 79 thôi. Dài 79 nhé. Cái này dài 79. Đấy. Dài 79 nhé. Đường kính của nó là rơi vào 28. 28 nhé. 28, trục là trục 28 này. Trục 28. Bước diện là 10 nhé. Đấy. Bước diện là 10. Đấy. Một thanh này các bạn mua là 400.000 nhé các bạn nhé. 400.000 một thanh này. Đấy. Nặng là hơn 5 cân các bạn nhé. Đấy, nặng hơn 5 cân. Đấy. Đấy. Phi 28. Chiều dài là 79 phân. Nặng hơn 5 cân các bạn ạ. Đấy, rất êm nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, êm nhé. Cái này của mình các bạn về lắp bi gối và gối đầu nhé. Mình không có nhé, mình có con trục quay thôi nhé. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn bộ dây trượt nhé. Bộ dây trượt này là bộ dây trượt bản 25. Bộ dây trượt 25 nhé. Đấy. Đấy. À, kẹp thì được là 23 thôi. Nhưng mà bi này là bi 25 các bạn nhé. Bi 25. Dài là 79 nhé. Đấy. Dài 79 phân. Bi 25 nhé các bạn nhé. Bản 25. Bộ này là 8 cân rưỡi các bạn nhé. 8 cân rưỡi. 8 cân rưỡi là bộ này mình để cho các bạn là 640.000 nhé. 640.000 bộ này các bạn nhé. Đấy. Bản 25 640.000. Dài 79 phân nhé. Đấy. Bi là bi cánh buồm nhé. Đấy, 10 phân rưỡi và 7 phân nhé. Đấy. Tiếp theo mình giới thiệu bạn 4 cái ví nhé. 4 cái ví. 4 cái ví nhé. Đấy. Ví này là ví hàng ra Thái Lan nhưng hàng mới thôi các bạn nhé. Hàng lưu kho. Hàng lưu kho nhé. Đấy. Đây. Đấy. Đấy. Hàng lưu kho nhé. Đấy, rất là đẹp nhé. 100.000 một cái ví nhé. Đấy. 100.000 cái ví nhé. Đấy.